For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Bây giờ xin được chuyển sang nội dung chi tiết. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ dòng tin nhắn khiến Mỹ Tâm gật đầu đồng ý, công khai bóc phốt tình tin đồn. Mới đây Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ anh sẽ tổ chức live show Bolero cuối cùng, khép lại 19 năm thăng hoa với dòng nhạc này. Có 4 ca sĩ khách mời tham gia show được công bố trong buổi họp báo gồm Mỹ Tâm, Uyên Linh, Dương Triệu Vũ, Trung Quân. Ngoài ra còn có 2 khách mời khác nhưng anh chưa thể bật mí. Đàm Vĩnh Hưng từ chối tiết lộ cách anh mời ca sĩ Mỹ Tâm. Tôi sợ mọi người cũng dùng cách này để mời cô ấy, anh cười chia sẻ. Tuy nhiên ca sĩ Mỹ Tâm chỉ diễn tại Hà Nội, còn ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một ca sĩ khác. Đàm Vĩnh Hưng buộc phải chia sẻ thêm về việc này. Trước đây anh mời Mỹ Tâm nhiều lần nhưng chị đều không tham gia. Sau 4 tin nhắn, tôi nói đây là show nhạc xưa cuối cùng và Tâm nhận lời, tiền cát xê trong hợp đồng vẫn để trống, anh nói. Chia sẻ về việc thuyết phục giọng ca, ước gì Mr. Đàm không ngần ngại bóc phốt đồng nghiệp, nói: Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ kén nhất thị trường hiện nay. Tôi đã mời được Mỹ Tâm, cô ca sĩ kén và lười hát nhất hiện nay, đặc biệt là những show bán vé thì lại càng kén nữa. Là không, quá lạ khi một nhân vật lạ lùng. Thế nhưng tôi có cách của mình để mời Mỹ Tâm có mặt với tôi ngày hôm đó. Live show lần này sẽ là một kỷ niệm đặc biệt giữa hai anh em. Tuy nhiên, Mỹ Tâm kẹt lịch 3 ngày, kể 8, ngày 9, ngày 10 tháng 3 nên không xuất hiện trong live show ở thành phố Hồ Chí Minh mà chỉ diễn live show tại Hà Nội hôm 23 tháng 3. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ về lý do tổ chức live show cuối cùng về thể loại nhạc này, nam ca sĩ chia sẻ, có những cuộc tình mà dáng sẽ đứt một cách không còn đẹp, phải chịu đựng nhau quá nhiều, thêm một ngày, thêm một giờ là chất chứa thêm những mệt mỏi chán chường. Ngay từ show Sài Gòn Bolero thì tôi đã cảm nhận được sự thoái trào, không còn rực rỡ như xưa nữa của dòng nhạc này. Phải công nhận một điều là trước đây, nhà nhà, người người đều thích Bolero, show nào cũng liên quan đến dòng nhạc này. Tôi thấy bản thân mình đã ăn trước một miếng bánh rất lớn từ Bolero rồi. Bây giờ mình còn chịu đấm ăn xôi, muốn ăn dày thêm nữa thì sẽ mất hay. Khi được hỏi về lý do dừng ở con số 19 năm, giọng ca Xin Lỗi Tình Yêu nói: anh chưa bao giờ thấy con số 20 là đẹp. Tôi chưa bao giờ thấy số 20 nó đẹp cả. Số 18, 19 tôi thấy nên thơ, đáng yêu hơn nên dừng ở con số 19 năm. Hơn nữa, số lượng bài hát hay và kinh điển của Bolero đã được trưng dụng, không còn ca khúc mới nên sẽ khó thực hiện cho những show tiếp theo. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, nhưng dừng lại ở con số này là đẹp nhất. Cũng không biết chừng 1-2 năm nữa tôi công bố quay lại không chừng, Đàm Vĩnh Hưng hài hước nói thêm. Những thông tin này cũng đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để không bỏ lỡ những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế liên tục được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.